Thưa quý vị và các bạn, xà lách chỉ còn 500 đồng 1 kg, hành lá rau chưa đến 3.000 đồng 1 kg. Trên nhiều diện tích, dù rau đã quá lứa, song bà con nông dân cũng chẳng mặn mà thu hoạch. Nhiều diện tích rau bị bỏ làm thức ăn cho bò. Đây là câu chuyện đang diễn ra nhiều ngày qua tại vùng rau chuyên canh Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo bà con trồng rau, do thời điểm sau Tết, nhiều diện tích trồng hoa được chuyển sang trồng rau đồng loạt, khiến cho cung vượt cầu. Thêm vào đó, hiện rau củ quả từ các nơi khác, đặc biệt là Đà Lạt, cũng được chuyển về các chợ trên địa bàn cùng một lúc. Một lượng lớn rau về chợ, trong khi cung cầu tiêu thụ lại không tăng, dẫn đến giá rau giảm mạnh. Trong tình hình khô hạn, chi phí bơm nước tưới cao, nhiều nông dân đã thua lỗ, tính đến việc là ngừng trồng rau để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.